Hạt giống số 1 Carlos Alcaraz cảnh báo các đối thủ tại Mỹ mở rộng rằng họ sẽ không dễ để đánh bại anh lúc này. Tôi giờ bình tĩnh hơn trước nhiều, Alcaraz nói với cựu tay vợt Alex Cornaza trong buổi phỏng vấn với Eurosport ngày 5 tháng 9 trước vòng tứ kết Mỹ mở rộng. Nếu đối thủ muốn đánh bại tôi, anh ấy sẽ phải chịu đựng nhiều thứ. Anh ấy phải chạy rất nhiều, chơi ở đẳng cấp rất cao trong thời gian dài. Alcaraz rơi vào nhánh khó tại Mỹ mở rộng. Ở tứ kết, anh phải chạm trán hạt giống số 12 Alexander Zverev, người đang có phong độ cao và vừa loại ra Nick Sinner sau 5 set ở vòng 4. Zverev từng một lần đánh bại Alcaraz ở Grand Slam tại tứ kết Roland Garros 2022. Nếu hạ Zverev, Alcaraz phải gặp Daniil Medvedev hoặc Andrei Rublev ở bán kết trước khi nhiều khả năng đấu Novak Djokovic ở chung kết. Ở Grand Slam gần nhất, Alcaraz vô địch Wimbledon sau khi hạ Nole. Chiến thắng đó giúp ích nhiều cho Alcaraz khi tiếp cận các trận đấu lớn tiếp theo ở Grand Slam. Anh nói rằng bản thân bình tĩnh và tự tin hơn khi bước vào các trận đấu khó. Tôi mới 20 tuổi, nhưng đã có nhiều kinh nghiệm trong những hoàn cảnh quan trọng như thế này, đương kim vô địch Mỹ mở rộng nói thêm. Tôi tự thấy đang tốt về tinh thần cũng như thể trạng. Tôi nghĩ bản thân đang chơi thứ tennis ở đẳng cấp cao. Tại Mỹ mở rộng, Alcaraz mới thua một set qua 4 vòng đầu. Anh đã hạ Dominic Koeffer, Lloyd Harris, Daniel Evan và Matteo Anodi trên đường đến với trận tứ kết gặp Zverev. Tôi đã làm tốt từ đầu giải, chơi tấn công gắt và cố gắng lên lưới mỗi khi có thể, Alcaraz nói về màn trình diễn của bản thân. Tôi chưa từng nghi ngờ lối đánh của bản thân, luôn trung thành với phong cách chơi đó trong từng khoảnh khắc của trận đấu. Nhánh đấu của Alcaraz chứng kiến hai trận tứ kết được đánh giá cân sức đều diễn ra hôm nay. Medvedev gặp Rublev lúc 0 giờ 30 ngày 7 tháng 9 giờ Hà Nội. Vào lúc 7 giờ 30 cùng ngày, Alcaraz đối đầu với Zverev.